sẵn đây nói để mà cho mọi người hiểu địa tiên, những vị thần, những gì ở trên trời, tướng, những binh liên tướng, cúng mặn. Chỉ có Phật với cha, cũng đồ trai, Long Dương, đồ trai, những vị cao siêu. Còn ngoài ra tất cả mấy vị khác đều mặn. Nhất là mấy thổ thần, sơn thần, thần núi, vị này, vị nọ, đều là mặn. Còn ở ngoài kia, người ta không có hiểu, người ta có thể xuyên tạc chúng ta. Xuyên tạc thì cũng giống như chơi chữ vậy đó. Việt Nam Cộng sản nó chơi chữ giỏi quá. Thì cuối cùng hôm nay cả quốc gia chẳng có ai có chữ nào trong bụng hết. Những ông thầy giỏi lắm. Không cần đốt nhang. Có nhà bự cúng dường ở nhà chòi đi, có ông thầy lên bàn nói. Không cần đốt nhang, cứ ở nhà chuyển ngân đi cũng có phước. Con thấy cộng cỏ thì nói cộng tóc của Phật. Phật không bao giờ đi hỗ trợ hay support hay là đi những cái nơi ở những vị thầy bất chánh, không có giữ giới. Phật không có màng thế gian, chả qua đi cầu này cũng chả có nhầm nhò gì với trời Phật. Chả qua đi cầu này nó cũng giống như ở sau nhà con nuôi cái chuồng heo vậy. Con có thể dẹp chuồng heo còn được, thì trên kia cho chúng ta giống chuồng heo, chuồng gà thôi. Còn tất cả nhân sinh chúng ta là những con heo, những con gà u mê, ham vật chất thế gian, mà quên đi cái chuyện quan trọng là thần hồn cần phải về trời. Chứ đừng có giống như làm chùa bự hay là chùa nhỏ hay là tượng Phật khổng lồ lớn nhất ở Việt Nam hay là những thế giới, hay có những cái cạnh tranh ô tượng Phật này là cao nhất thế giới thế này nọ, rồi quảng cáo mục đích họ dùng Phật để mà làm tiền thôi, có nghĩa là buôn thần bán thánh đó. Chẳng khác y như vậy. Ở đây chúng ta không có buôn thần bán thánh. Những cái tượng Phật sư phụ dựng đây những năm đầu rất là cực khổ, mà nhờ đích thân sư phụ chọn lựa đá này nọ, phải có tượng mới còn có đốt nhang được, đúng không? Nhưng mà là thật tâm ở núi này nếu mà nhìn kỹ chẳng có cái gì gọi là giá trị hết, chỉ có tấm lòng của sư phụ tạo ra từ thứ trên này, tâm quyết, thời gian thì công sức. Chứ còn nếu mà so với những cái chùa mà lớn của người Tàu hay người của Cộng sản nó dựng lên đẩy đây nè, thế không sao, mình đâu có gì gọi là kỳ quan đó. Cái điện mẹ còn gạch còn bể gì lụp xụp mà, thấy không? Nhưng mà màu nhiệm linh thiêng. Bữa Mỹ chụp hình á, mấy chị vị nghe đó. Còn những cái chùa bự vòng vòng ở vùng này chả có cái gì gọi là màu nhiệm hết. Vô đó là mấy vong linh làm nhức đầu chạy ra không kịp, còn chui vô mấy cái bóp rồi chạy về nhà nữa đó. Thiệt á, nhất là mấy cái bóp đẹp á, LV đồ á, vô mấy cái chùa á, mà mấy con má nhảy vô á, đi về á, tại nó sợ nắng, nó sợ sấm sét á. Nói ăn với cam nói chuyện được mấy cầu bị khô cổ qua dầm mưa, nhưng mà nãy nói mấy vị thánh thầm không, hôm nay con bị ho, mấy vị cho con chút lực để chút con nói chuyện, vừa thắng xong giờ ra ngồi nói chuyện. Chứ hồi nãy ca cái bài kính thiên, hai cái bài đó là sư phụ ca nhiễn mà giờ ca không đủ hơi luôn đó. Tại hôm vụ ho quá trời, cả đêm đâu có ngủ đâu. Rồi sáng lại cũng không có cái bài để chút đọc nữa. Cũng may là mấy đứa đi lên á, vụ ngồi ở đây viết được cái bài đó chút, chứ cũng chưa có chuẩn. Rồi thích đem cái ngọc ấn theo. Tại thường thường cúng này phải có ngọc ấn, nặng mới bưng không nổi luôn. Tại cái ngọc ấn nó tới 20-30 pound rồi đó.
nặng lắm. Mấy bữa kia còn bưng được, bữa nay chị lấy cái kim bài được. Ai mà lên trên cái nhà điện Phật á, cái này cũng không có đồ để chập pin, cái này nó có phải có cái dây chụp này nó hết điện pin, phải có cái này. Ok rồi, chú Văn Quýt mấy đứa muốn hỏi gì hỏi. Đi đâu? Không đi đâu? Con đi vô chợ. À. Dạ. Rồi con đi vô những cái khu bình thường đó cô ơi, khu mấy cái tiệm thôi. Tự nhiên con thấy người con đó, họ khiêu con hoài, không biết tại sao. Thằng đẹp đó. Thật sự trong linh đó, họ khiêu mình là họ chỉ muốn tạo cho cái sự biết là họ thích mình. Tại vì con có hào quang á. Trong linh đó, nó là những cái người giống như homeless, đói, lạnh, khổ, cô đơn. Rồi những cái đứa mà có hào quang mà biết tu tập á, là cúc tiên xuống á. Là giống như bây giờ homeless nó tìm ai? Tìm người giàu, tìm người khá, tìm người ăn mặc sang trọng đúng không? Nó đâu tìm mấy thằng bambi làm gì. Thì mấy cô tiên, mấy con mà những năm đầu tu tập á, bắt đầu rửa ráy rồi, lên núi rửa ráy rồi á, là hào quang bắt đầu có, khác hơn người thường. Thì vong linh nhìn thấy được nó chạy theo thôi. Cho nên những năm đầu á, những đứa mà chưa từng có trải nghiệm qua cái này á, từ từ sẽ có trải nghiệm. Tức là chuyện bình thường, họ không có làm gì con. Còn đơn giản, những cái người vong linh mà họ muốn hại mình á, họ không bao giờ cho con thấy. Họ làm cho con lật xe, tức là lật xe thôi. Cho mày chết, tức là mày chết, đâu cần phải quên nên mình làm gì. Ông kêu kêu nhọc nhọc đồ những vui thôi, thôi đi chỗ khác để thôi, chỉ cho dạy để đuổi vong linh đi. Khi mình ở một nơi nào quan nhắn ngồi thiền hay là ở trong nhà hoàng đi đám tang hay đi vào nghĩa địa chôn cất ai, thì chôn cất thì thường người ta đảo đây, thì nhiều lúc nó đông người, mà nhiều khi con đứng lên cái mã của họ nữa, mấy con phải khấn cho tôi đứng đỡ nghe, tôi không có ý đạp lên du nghe vô đại khái mà nói chuyện cũng bình thường. Rồi cái con bị nhọc nhọc, khều tay khều chân, con búng ra, búng vậy nè, là đây là cái comment. Trong linh nó nhìn thấy, nó biết là con biết được cái language của họ. Trong linh nó cũng giống như người điếc, người câm, người ta không có nói được, nhưng mà người ta đọc chữ bằng trên tivi á, thì đây là cái language của ma quỷ. Con bấm vậy nè thì con sẽ không có bị nó theo phá, tức là con đuổi họ đi, tức là họ biết con biết communication, cái này là một cách liên lạc, hiểu chưa? Đi cho khác chơi, đi cho khác chơi không. Còn như ngồi thiền, thiền thì bắt ấn tam mũi. Ấn tam mũi là giống như đây là coi súng là trạng rồi đó nghe, tới đây tôi né liền á, né mắt cá đó. Thì cái đó là hơi đậm á, mình đừng có làm vậy. Bắt ấn thì là mình ngồi thiền rồi, còn khiêu khiêu mình đó mình đuổi đi được thôi. Còn nếu mà ấy nữa, bắt ấn tâm ca kim cang vậy nè, rồi nếu mà nó lì á, trưởng, nhiều kiểu lắm. Mình muốn họ đi, họ đừng có tới chỗ thì sao sư phụ? Hả? Mình cần miễn họ cho họ đi thì sao sư phụ? Thì cũng được, đừng có làm phiền mình nữa. Nhưng mà nếu nó đứng lì, vong linh nó cũng như người thôi, nó còn lì lắm. Hồi nãy giới ước bây giờ tự nhiên cũng khô hay á.
Mà mấy con thấy chứng kiến ở đây bữa lễ bên đây biết nhiều đứa, mà thấy mấy con thấy nhiệm màu không? Đang mưa mà hết mưa, cái này không biết thế giới giải thích làm sao ta. Chắc mấy thằng lì lợm, mấy thằng đầu bự bằng cái lu á. Ô tại vì nếu thì non sơn tụi mày hên. Ông nói không có gió, đúng là không có gió. Không mưa, đúng là không có mưa. Đúng không? Đè, hai ông thằng gió thằng mưa nói cái chuyện mà đâu có không mất uy tín làm sao. Đúng thật đấy. Hồi nãy con đi lái xe đó, lên đây thì trời mưa ở dưới cắt rồi con đề xe lên rồi á. Trời ơi nó lụt á. Con gọi lên gặp ông Châu, nói tôi đang ngồi trên núi kia. Bây giờ mình đó để nó ớn đem đi cắt chỗ khác này. Mấy cái chai kìa trên bàn kìa mình. Dạ. Đem dẹp đi chỗ khác. Thì ông Châu gọi trên này đang là nắng. Tốt thì chia xấu thì đem khoe. Thì mấy con hôm nay là chứng minh rõ ràng. Còn sư phụ thấy cha về dạy bảo cũng lâu, cha chỉ nói nhắn lời cha đã blessing hết cả những người có mặt. Thì nói mấy đứa họ thiên phải giữ vững lòng tin. Trời Phật nói lúc nào cũng đúng, không có sai. Cha mặc áo lông bào màu xanh hôm nay nha, không có phải màu vàng như mấy lúc trước. Rồi có những gì cổ Phật xuống đây dự buổi lễ chung với chúng ta. Cổ Phật đồng. Rồi những hồn thiên trong núi, anh hùng dân tộc đồ đầy ngoài đó. Tức là không phải tính vậy. Cao là Phật với cha. Xuống. Thì giống như ở dưới này thì giống như mấy vị Bồ Tát, mấy vị lập đạo, giống như ngài Minh Đăng Quang, hay là những vị Bồ Tát về dài ở đây, về dài xuống đây. Mấy Bồ Tát mà đó là mấy ông thần đầy đủ hết. Chỉ có một cái là thua làm sai bữa nay, thua đọc là kỷ niệm 7 năm thì cha chỉnh lời, không phải 8 năm rồi đó con. Thì sai cái đó thôi. Năm sau là năm số 9 thành lập đạo. Tại cha là người thành lập thì cha nhớ rõ hơn sư phụ không? Phải thua người thực hiện mình. Ở đời này, thế gian này ngộ. Khi ông Đức Giáo Hoàng bệnh qua, ồ có ông thằng Việt Nam nói chuyện với thượng đế của Du Everyday, cái ông cười bể bụng á. Mày mà gặp tao, tao cho mày cái hẹn 10 năm chưa gặp nữa, mà làm gì mày có cơ hội mà gặp thượng đế. Tao là tao khấn mỗi ngày nè, tòa thánh Thích Thiên Căn nè, linh thiêng sang trọng đẹp nè. Thượng đế đâu mà đi kiếm một cái thằng tép riêu như này á. Chúng sanh vậy đó, họ nghĩ vậy á. Ngộ lắm. Có, bảo đảm có. Còn ngược lại trong mắt sư phụ thì ông chỉ là ông tiên thôi, xuống đây lãnh cái nhiệm vụ thôi. Chứ hồi xưa đó ông cũng lính lát của tôi. Ngày nào cũng lại cái tượng của tôi ở trong tòa thánh Vít Tây Căng. Gặp mặt đó, sĩ giả. Ngày nào tôi bây giờ thường nói câu buồn đời á, chuyện đời tức cười lắm. Khi ta trở lại, các ngươi không bao giờ nhận ra ta, mà các ngươi còn sỉ giả ta, chửi ta nữa, đúng không? Là Chúa nói gặp tượng ta thì các ngươi lãng, còn gặp mặt ta thì xỉa xói, sỉ giả. Cho nên á, mới gọi là sàng lọc chứ. Ta đâu có quỵt lời hứa, ta trở lại thì ta trở lại, còn các ngươi muốn được ta cứu thì các ngươi bớt có lì lợm cứng đầu đi thì ta sẽ cứu. Còn cứu những người lì lợm cứng đầu như vậy về trên thiên đàng làm gì? Để tụi mày tạo phe tạo phái hả? Thôi ở dưới này tiếp đi, chịu khổ đi. Chú phụ là Chúa xua tay lầm. Chuyện giờ này lễ xuống lại rồi. Ngày xưa chú phụ không có dám xưng, nhưng mà gần đây mấy vị nói cơ trời đi sát nút rồi. Con không nói, họ bỏ mất cơ hội. À con nói
trong số có những người không có cái nghĩa đó, họ có lòng tin bên đạo Công giáo. Đây là đạo Công giáo phải không? Là chức gì cho trong nhà thờ? Bà quản của Công giáo. Mà hôm nay là thiên tôi đệ tử của Chúa. Nhưng mà người đời, người ngoại Bắc, người có bao nhiêu người biết? Bây giờ Chúa phải trở lại bằng cái gì? Phải ba trên trời à? Chúa phải đầu thai vô một cái xác phàm. Còn cái xác nằm ở bên Jerusalem đã rỉ nát hết rồi. Bây giờ cái miếng vải cũng không phải là hồi xưa của xù quấn nữa, mà giờ tạo cái miếng vải giả rồi giờ đem viện bảo tàng tàu lao. Nếu như vậy cái áo này còn quý hơn cái miếng vải đó nữa. Mà trong khi miếng vải nó bán mấy tỷ đồ, trời ơi thấy ghê. Cười. Chuyện đời nhiều lúc tiếu lắm lắm. Chúng sanh dùng nó ngu, cực kỳ dùng chữ ngu chứ không ai dùng mình. Tại vì Công giáo dùng chữ ngu. Còn nó vô minh là bên Phật họ cũng chẳng có hiểu cái sự mà vô minh như thế nào. Những Nhật này lễ sống lại đó. Sống lại hả? Là yeah. Easter phải không? Yeah. Thì hồi xưa sư phụ nói what are you doing? Ta sẽ đi từ ta sẽ tái sanh vào phương Đông, rồi ta sẽ đi về phương Tây, tức là lễ Easter đó. Rõ ràng sư phụ đã chỉ cho họ biết là sư phụ sẽ tái sanh về đâu. Giống như những ngày Đạt Lai Đạt Ma họ tái sanh, họ cho đệ tử họ biết ở phương Tây Bắc, ở gia đình đó. Nhưng mà cứ đem đi, sư phụ sẽ nhận diện được những cái món đồ của sư phụ. Ở bên Tòa Thánh Vatican họ có đem tới cho sư phụ nhận diện không? Đâu có. Họ còn kiếm chuyện với sư phụ đủ thứ, đóng cửa núi mình ăn hiếp sư phụ, còn bắt sư phụ đập cái restroom nó bỏ nữa. Mấy anh Công giáo không à? Thì tụi mày muốn nguyên cái thành phố San Francisco đi xuống dưới nước rồi. Sư phụ đã cứu hồi năm 2015, cái thành phố không có bị chìm dưới nước. Nhưng mà lần này khi mà cha nói này nãy cha nói, cái nơi mà sư phụ sẽ trú ngụ không phải là Thiên Long Sơn mà là nước Việt. Mà nãy cha có nói vậy đó. Khi mà sư phụ rời khỏi nước Mỹ này, nước Mỹ này sẽ có đại nạn đấy. Chỗ nào có Bồ Tát chỗ đó không có nạn. Mà sư phụ đi nó mệt lắm. Năm 2015 sư phụ cứu cái thành phố San Juan một lần nữa. Mà nó vẫn ăn hiếp sư phụ. Ghê Mỹ vậy. Đó là thử thách. Ta sẽ sanh ra ở phương Đông và ta sẽ lưu vong ở phương Tây. Bây giờ ta đang ngồi ở phương Tây nhưng mà ta trở về phương Đông. Các ngươi từng sao làm lễ của ta, lễ tàn lễ tàn nít nghỉ học, cho nên sư phụ dẫn mấy nhỏ đi trần. Easter là Chúa sẽ sống lại từ phương Đông. Easter mà trời ơi, mình nói rõ vậy luôn vậy mà nó không có hiểu, không biết nói kiểu nào để nó hiểu. Bây giờ giống như bài toán đố người ta cho gần hơn nửa bài rồi. Vậy mà cái đáp số vậy mà không chịu ra. Không, ngài phải thử thách. Phải thử kiểu nào? Mình đâu có biết được linh thiêng. Đâu thì ở trong bài Kinh Thiên Cha có nói. Rồi đây nắm giữ gian sang, yeah. Lo cho quốc thái, dân an lo dài. Tức là lo cho thế giới, cho mọi riêng biệt. Lo cho cơ đạo ngày mai. Cái thiên tâm chúng ta ngày hôm nay nó mới có mọc mầm thôi, nó chưa có ra thân cây. Khi sư phụ có thế lực, có một cái tiếng nói với thế giới, với những lãnh đạo thế giới, sư phụ kêu nó ngồi nói. Sư phụ kêu đúng 12 thằng. Rồi lúc đó sư phụ có một chát mà giống như trong cái bức hình vậy đó, yeah. 12 lãnh đạo đó. Lúc đó Chúa đãi nó món gì vậy? Đãi gì đâu. Đãi gì đâu? Chúa phải rửa chân. Hả? Chúa phải rửa chân cho 12. Rồi ok rồi, rồi. Chúa sẽ rửa chân cho 12 thằng. Kêu nó ngồi 12, Chúa rửa chân 12 thằng. Thì lúc đó mày chụp cái bức hình lại đi, cái mặt mới của tao nè. Nó không phải là tóc vàng nữa mà tóc đen rồi. Thì Chúa sẽ rửa chân cho 12 ông. Lúc đó bùi tích kẹt rồi. Con được rửa chân nè. Khi nào mà sư phụ về Việt Nam mà thành người nổi danh á, thì mấy lãnh đạo thời nay á nó đi hết rồi. Những lãnh đạo thời sau á, cha đã chọn hết. Nói như nước Nga hay Tàu á là những người hiền từ không à, không có hung hăng như Tập Cận Bình hay là kiểu
Biden nữa không? Biden ham tiền thôi, chứ Biden cũng không có hung chữ mấy. Hơi ngu chút. Nhiều mấy thằng được cộng từ chức hết rồi. Bữa nào kiếm 12 người hụt rửa chân thử bữa. Rửa chân rồi lại phải hôn chân nữa. Cái đó nữa hả? Yes. Bảo họ làm nail trước đi. Thiệt không? Thiệt, con cũng được rửa chân nè, con có hình nè. Ai rửa? Ông cha rửa, ông cha tránh xứ rửa. Có hôn chân không? Có. Có hình đàng hoàng á. Yêu. Yes. Cha sẽ hôn chân con và rửa chân cho con. Trong cái giới này á, nó cũng có điểm. Mấy con có bao giờ biết cái vụ mang giớ một tuần lễ hôm mà mang hoài cũng không có hôi á. Người tính mà. Trời sư mẫu hỏi bạn ơi, mẫu mẫu. Có phải là áo của tôi, bà hay thích ngửi đúng không? Áo cái vụ nó thơm phức à. Mà sư phụ mặc cả tuần máng sư phụ tiếc không có chịu giặt để nó đâu có hôi đâu. Bà cứ lấy bà ngửi hoài. Bà ngửi giờ bà ghiền luôn á. Sư phụ không có mùi hôi, thiệt à. Sư phụ có nói láo đâu. I am true. Trời ơi, vậy mà rưỡi chân. Trời. Lầm thiệt. Chắc cái đó cho phụ không biết à nghe. Màn này đóng vai khác. Xưa màn kia đó nhà đóng kinh khổ không? Có 3 năm mà họ chịu khổ 3 năm bị đóng ba cái đinh cho xong chuyện cho rồi để mà cái phim ending phải không? Còn màn này á, là còn nắm giữ giang sen lo cho quốc thái dân an lâu dài cho nên cái màn này nó hơi khác chút, khác kiểu xưa. Tại kiểu xưa do Thái bị mất nước 2000 năm, còn kiểu đời mới á, kiểu đời mới á, mà nếu mà nó đóng đinh sư phụ hay là nó tới đây nó ám sát hay nó làm sư phụ nữa, kẻ quả địa cầu này á, là chắc cha vũ sổ luôn á. Thiệt á, ta phải tạo công đức lợi để mà cho cái thời vàng kim, thời Thái Bình. Muốn Thái Bình thì không được giết con của Thượng Đế, đúng không? Thì cho nên cái thời này mấy con yên tâm, ở trên nắp chuồng sống tới 88 tuổi thì cha mới thưởng lợi cho cái thế giới này Thái Bình. Còn nếu không á, khó mà nói lắm á. Cười con nào ông giáo hả? Sư phụ ơi, chú Xu tới Lâm đó con. Cười á. Con ca hay quá mà. Phúc tiên mới vậy ca hay. Thì đại tử nghĩ là tiên rồi. Nhưng mà có nói kiểu nào đi nữa, tự mình phải đốt đuốc đi, phải có bi chí dũng. Chí tức là cái trí huệ, phải biết phân tách. Chúa Giêsu hồi xưa làm gì, Thiên Tấn Kiệt làm gì, có giống giống hình thức với nhau không? Trên thế gian này không có ai tự lập một cái đạo được. Chúa lập cái đạo chỉ có con Thượng Đế, có ấn chứng của Thượng Đế mới lập được đạo nghe. Người phàm á, cỡ sư cô Vô Thượng Sư hay là Lý Hồng Chí á, có lỗi lạc, có cả 100 triệu tín đồ thách á, phụ giám thách trên mạng đó, họ lập đạo đi. Ở nước Việt Nam có rất là nhiều người lôi kéo rất là đông người thách đó, họ lập đạo thì nó biết chết liền á, không phải chuyện đùa đâu. Chuyện như vậy thôi, dễ hiểu như vậy mà họ lại không hiểu, họ vẫn không tin. Còn mấy chuyện mà sư phụ có cái thông thiên nói chuyện được với bà chánh đó là bình thường, gần mấy 40 năm rồi, từ nhỏ tới lớn rồi không có gì gọi là ngạc nhiên á. Bữa nào đưa cho hụ rửa chân cho, chân này thối đi về đó ngồi đi. Thiên tươi đạo công giáo chậu rửa chân. Nếu mà có một người có một chút trí thức á, ngồi mà làm những cái phong cách, những cái danh từ thôi, tại bên kia bên không dám dùng danh từ với cái công thức nhiều thôi, thì mình thấy nó trinh trọng. Chứ thật sự chất lượng không có. Chúng ta là chất lượng có. Mình đây là chất lượng có, bi chí dũng. Mấy con cứ đọc cuốn kinh ngồi thiền,
rồi cứ đạo thiên tâm là đạo thiên nhiên tự nhiên, không có ràng buộc, không có ép buộc. Khi mình lấy một người chồng, nó là đạo Hồi giáo hay nó là đạo ma đạo quỷ gì á, mình thiên tâm mình vẫn thiên tâm, mình không có cần phải bắt người ta theo đạo mình. Cho nên thiên tâm rất là rộng mở và cởi mở. Những ngày kế tiếp từ đây tới mùa hè sẽ có những chuyện thay đổi lớn trên nước Việt, trên thế giới. Bây giờ đồng khô hồ cạn rồi, búa liềm sắp thành tro rồi. Rồi bữa nay ở bên Mã Lai nó có 5 cái mặt trời mọc. Nước Việt mình có 3 mặt trời, 3 mặt trăng gì đó, nhiều lắm. Thì những hiện tượng này thì ngồi hỏi mấy vị là như thế nào, thì mấy vị nói thì đất nước đang loạn lạc, người còn khổ sẽ khổ thêm, tối tối thêm, chết chết nhiều thêm, thì nó sẽ có những hiện tượng báo động trước như vậy. Nước Việt sẽ không có khởi sắc đến khi nào một chiếc máy bay 7 Airbus 380 2 tầng lầu chở 900 người, 900 đệ tử họ Thiên về nước Việt đi, thì lúc đó nước Việt mới khởi sắc. Còn họ Thiên chúng ta còn lưu vong khắp hải ngoại, tội cho những họ Thiên ở trong nước và những thân nhân của mình còn khổ bệnh. Chứ chúng ta ở đây thật sự nó khổ chứ không đâu có quá đâu, cũng còn sống được, cũng còn sự sống. Ở Mỹ tuy là mình làm ít tiền nhưng mà mình không đến nổi, còn bên kia không tiền là chết, không tiền là thiếu dinh dưỡng, không tiền là không có quan tài chôn. Thì trong nước là như vậy. Còn chúng ta ở đây chỉ là cái hồ lô nó hơi cạn chút xíu đâu nhầm gì. Mỗi lần mà hồ lô cạn thì vợ chồng lục đục thì cứ qua đây chơi với Hữu, ngồi thiền là hết lục đục. Giống như Bích Vân với Huy á, nó qua hoài á, đóng cửa tiệm nó 2-3 tiệm nó đóng hoài, nó kệ ngồi. À, nó con thích đóng cửa tiệm, qua đây chơi cho hụt nhiều hơn là mở cửa tiệm. Nó lái từ đây tới, nó lái như là đi đây qua đào thao vậy, lái 14-15 tiếng mà như đi chơi vậy, như lấy ngộ. Tay gần Phật gần trời á, hết mơ tiền quá không, tiệm cứ đóng hoài. Cái gì cười hoài đây tử? Con tên gì vậy? Quên rồi. Dung hả? Con là con của chúa giặt luôn phải không? Nghe là thuần luôn vậy đó. Tức là đạo chúa thuần phải không? Có đạo ông giáo phải không? Hả? Đạo lúc đồng ngữ. À, con đạo ông giáo nè. Chùa có nhiều người đệ tử đạo ông giáo. Công cha rất là vui, lần đầu tiên hiếm có những vị cổ Phật đã từng tu ở quả địa cầu chúng ta hàng mấy trăm nghìn năm về trước mà hôm nay cũng về núi Thiên Long Sơn. Rồi cũng có những vị rất là lạ ở ngoài này cũng có về. Thì lúc đó sư phụ lên ngồi thiền ở trên điện mẫu á, cha mặc áo lông bào xanh, thì cha dạy sư phụ những chuyện của sư phụ thì không nói đây, còn cha kêu sư phụ nói lời mấy con thì sư phụ phải nói. Và kêu họ Thiên, tất cả các con là những người đầu tiên đi cùng với sư phụ những ngày khởi đầu, rất là đi vào lịch sử nhân loại. Những cái bức hình mình chụp thấy đơn giản nhưng mà không có đơn giản, nó sẽ nằm trong thư viện thế giới sau này. Một điều cha khuyên là thời sàng lọc chưa có chấm dứt, sẽ còn khổ nạn tiếp tục. Mong tất cả các con
giữ vững lòng tin, giữ vững nha, tin cha, cha kêu giữ vững lòng tin, tin cha. Và đồng thời những người có mặt hôm nay, cha đã giống như hộ trì hết rồi, tức là đi, tức là mình tắm bữa nay vậy đó. Coi cha nói gì ta, để thua từ từ nhớ coi cha nói gì. Lúc mà nói qua nói lại á, cha còn nói Thiên Long Sơn không phải là nơi chánh thức của sư phụ, nhưng mà ở nơi này rất là nhiều, bất cứ chỗ nào trên núi này đều có dấu chân kỷ niệm của sư phụ ngài tạo ra. Mà hồi nãy cha nói không phải, sau này sư phụ sẽ về một nơi khác, thôi cha chỉ nói vậy thôi. Rồi khi cái nhiệm vụ kỳ này, cha nói con còn đi những cái thành tinh khác, những cái nơi xa xôi hàng tỷ tỷ năm ánh sáng ở ngoài kia để mà lập đạo, những nơi đó cần có con nữa. Thì cha nãy cha nói sư phụ gì đó, thì giống như cái nghề của sư phụ là lập đạo từ bao đời nay, 2000 mấy năm về trước cũng vậy, hôm nay cũng vậy. Thì cha nói những nơi xa xôi kia họ cũng đang cần con. Thì khi xong cái màn này, thế giới sẽ trở về thời đại đồng thống nhất, không còn thánh chiến nữa. Thì lúc đó thế giới này hết bất công, lời nguyện sư phụ đã đạt. Thì cha sẽ cho một cái mission mới, không biết thành tinh nào, hành tinh thằng lằn hay là người xám hay là người gì chưa biết. Đó là những lời hồi nãy mấy vị có nhắn nhủ lại. Bữa nay rất là trịnh trọng trang nghiêm, lần sau á mình làm cho nó hay hơn nữa không, thì cứ vậy thì nó ra cái buổi lễ. Chứ hồi xưa giờ 10 năm nay sư phụ làm đâu có đủ cái nhân lực đâu, dọn ra rồi là cúng chứ không có dân dân nhân dân. Thì bữa nay có đó, thêm cái đó thì nó trang trọng hơn chút thì cũng tốt á. Thì hy vọng năm sau á, núi được tự do mở cổng, thì lúc đó mình sẽ thông báo tất cả hồ thiên về, có thể 5-7 nghìn người. Còn bây giờ á, giữ im lặng, ai có ai hiểu thì tới, ai hiểu thì không thôi, mình được như đây cũng đủ rồi. Chủ yếu là có một cái video làm lưu niệm, và có các chư vị về đây để chứng minh có một điều sư phụ làm sai bữa nay. Đó là khi sư phụ đọc sớ cha đứng chăng nghe, là sư phụ nói là 7 năm kỷ niệm thành làm đạo, mà cha nói không phải, 8 năm rồi. Đó, thì có cái đó. Cho nên năm tới là năm thứ 9. Mà cứ ngày vía Quan Tham, ngày 19 tháng 2, ngày âm lịch đó, mình đừng có nhớ cái ngày dương lịch. Tại vì cái dương lịch đó, ở trên trời không có tính, trời anh tính âm lịch không à. Như ngày mùng 9 Tết của cha hay là ngày 1 Tết của mình vậy đó. Tất cả hôm nay được thành công mỹ mãn là do nhờ, thứ nhất về ẩm thực là có Trinh lo, bông hoa đứa nào ta đông lắm, giờ không nhớ tên, rồi Xuân, rồi mấy đứa vòng vòng này nè, 7 đồ, Veronica nữa, ai nữa, Mỹ Hạnh rồi đâu mà nó không thấy nè. Mỹ Hạnh đâu, Mỹ Hạnh với Lâm Cung ở đâu vậy, lặn này hả, lặn xuống biển này hả, hồi nãy giờ không thấy Mỹ Hạnh ta. Thì Mỹ Hạnh có nhiều, thì nhờ đứa nào mỗi đứa góp sức, thì tất cả những đứa họ thiên đang có mặt ở đây mà ở tiểu bang khác, tuy là cũng cực khổ lái xe qua đây, hay bỏ công việc làm đi máy bay qua đây, cũng chàng cho anh chàng pháo đai cho mấy họ thiên ở Thiên Long Thổ. Tại vì không có Thiên Long Thổ, không có thật, chúng ta không có dịch được đạo, sư phụ làm có nổi nhiều quá. Mà mình làm long trọng nhiều chừng nào thì mấy vị thích chừng đó. Tại vì mình cũng giống như hoster vậy đó, mà giống như kho này, một buổi hôm nay cha xuống thì mấy vị trên trời cũng dùng cái buổi tiệc này biến ra
bự lắm. Ví dụ như mình cúng một trái khóm, ở vì biển cái trái khóm bự, miễn sao cho dùng đủ tất cả các vị hết. Mấy vị ở dưới trái đất dễ gì gặp được cha, tại dưới đất đâu có lên trên thiên đình được, thì cha xuống đây thì mấy vị ở đây cũng gặp. Cũng như mình là một cái hosting, là reunion tất cả các chi vị từ các cõi về, thì Thiên Long Sơn là nơi duy nhất có cái ân huệ đó. Mấy vị Bồ Tát, mấy vị Hồn Thiên Sông Núi, ở ngoài kia có hàng triệu triệu vị Phật mà chúng ta không có biết. Tại vì một vị Phật xuống đây thôi, Phật Thích Ca thôi là đã 2000 mấy năm mà mình biết có một tên à, chứ ngoài kia có hàng triệu tên mà. Thì bữa nay có rất là nhiều vị Phật cổ có hiện diện ở đây. Rồi các con cho anh chàng vỗ tay cảm ơn. Để biết cảm ơn ai không? Cảm ơn ông thần mưa. Thái tử cảm ơn thần mưa. Bữa nay là ngưng đúng lúc không? Đúng vào mình ổng hứa. Ngày qua ổng hứa sư phụ vậy đó. Ông nói đúng ra là phải mưa dầm về bữa nay. Rồi ổng là ổng giữ lời hứa. Rồi cảm ơn thằng gió, vỗ tay thằng gió. Không ơi gió. Nhưng mà chúc mình về là chuyện không biết rồi nghe. Ngày hôm qua mấy ổng hứa vô vậy đó. Cho nên thằng mưa thằng gió vỗ tay hay không, cảm ơn. Rồi ở đây thì sơn thần mấy con biết rồi, ổng lo cũng như mấy con vậy đó. Rồi Thích Long Bạch Long cũng lo dữ lắm. Thôi tự cảm ơn Thích Long Bạch Long với em sơn thần. Mấy gì ở trên núi. Buổi lễ rất là thành công. Cái bộ không có nói chung không có bị lạ. Ai nói là gặp cha dù sợ bị lạ. Hả? Nói gì? Nhỏ này. Ở sư phụ bị la thì sư vui thôi. Tại vì có những đệ tử, thật sự mấy con phải hiểu cái này nha. Tất cả con hôm nay cái tâm sáng. Một người lên đây mà cái tâm không có sáng, có thể làm sư phụ bị la. Giống như thí dụ nha, những năm về xưa không có mấy đứa con đông gì. Những cái người với Hẹn với Hồng đó lên họ làm lung tung à. Rồi sư phụ kêu ngồi yên cũng không ai chịu ngồi yên á, cứ đi lụp chụp làm lộn. Thì sư phụ đang ngồi thiền hè, đang đọc sớ, nó bị interfere. Thì lúc đó sư phụ la lên, lớn tiếng lên, thì cái đó là cái lỗi, không hiểu không? Mấy vị không có muốn một cái bữa lễ như vậy rất là long trọng. Tuy là người thế gian của mình làm cho người kia bực hay là người kia không có làm thông suốt công việc là chuyện của mình, còn đối với mấy vị là phải vui. Mình vui thì mình cúng bằng cái tâm, mấy vị mới vui. Còn một người ở trong núi, hoặc là có những năm hồi xưa có những đứa nít nó té, nó la, nó hét sùm hết trơn, thì con nghĩ làm sao? Nó có cái đó. Chỉ có năm nay là thôi thấy super smooth. Trời ơi, xưa không có buổi nào mà không có chuyện hết. Rồi còn thêm chuyện nữa, hồi xưa đâu có cái này. Mấy ông nội cứ chạy vòng vòng, bụi nó bay lên nữa. Bụi, những năm hồi xưa nó không phải là mưa, nó bụi. Cho nên nó rất là nhiều thứ mà mấy con không có thể tưởng tượng được. Một buổi lễ không phải dễ mà nó smooth như bữa nay đâu. Khó lắm ạ. Bữa nay, họ thấy bữa nay là smooth. Tại vì mấy lần trước á, mấy người kia làm vụ bực, thì khi vụ bực thì cái hào quang với cái cha đọc được cái tâm á, cha giữa một cặp. Tại vì lúc xưa chú phụ không có cho ai đi vô đốt nhang hết, kêu ngồi im hết. Thì căng quá phải không? Tại vì cứ lộn xộn lộn xộn, lúc đó là sư Thiên Hải cũng vậy, lục đục. Đâu Hải rồi, năm nay hiền lệ đó. Nó nghĩa là những cái năm đầu á, những đệ tử nó không có biết. Tại vì mình là người phàm, nhưng mà mình đang ở trong một cái nơi chung với những vị vô hình. Mà mình vô tình mình phạm. Còn sư phụ là người ở hai bên, tiếp xúc được với mấy con, rồi trực tiếp với mấy vị là chính, đúng không? Thì sư phụ phải là người làm sao cho cả bên bên người hữu hình và bên người vô hình đều vui kìa. Không phải dễ làm đâu.
thì hồi xưa nó có những cái gọi là error đó, super error luôn. Còn thêm những chuyện nữa, có những lúc thường ngồi đó đang đọc sớ, có những Phật tử không có hiểu cái công thức, cứ đi xăng xăng lên vòng vòng trọng đốt nha, sao cản được. Thôi đang đồng sao lôi đầu xuống, còn mấy đứa đứng dưới cũng không có lại được. Thì năm nay á, có những đứa nó hiểu, khi trên đó mà sư phụ mà đọc rồi không ai được lên, chỉ xuống ở dưới này thôi. Có những cái đó mình phải hiểu. Thì bây giờ có một số đệ tử ở cạnh sư phụ á, nó biết được nhiều thứ rồi, công thức rồi. Cho nên khi hồi sáng cha nói núi này không phải là nơi cư ngụ của sư phụ Thiên Long Sơn, Thiên Long Thổ 500 mấy kênh nè, sư phụ cũng đã tặng cho hết các con rồi, rồi quản lý cho cộng đồng rồi. Sư phụ có một nơi mới, thì các con hôm nay đã biết như vậy rồi. Thì mỗi đứa nhìn thấy cái gì, video ghi lại cũng giống như là ghi nốt lại rồi, nó có video làm chứng, thì lần sau cứ làm đúng như vậy. Tại sao mặn và chai, thường nói thẳng luôn không có sai. Tất cả vị thiên tướng hay là địa thần, địa tiên, nhân tiên và những vị mà sống chung với chúng ta nè, ở cõi vô hình á, địa tiên, thần, thánh đều ăn mặn. Sư phụ cúng chai mà, sư phụ xưa tu chùa mấy vị không kêu phải chỉnh lại. Chỉ có những vị Phật, cha hay đức thầy, thường thường á, sư phụ nói chuyện với đức thầy á, thì sư phụ làm bàn chai. Sư phụ nói chuyện với mấy ngày trận đạo hay là ông Quan Công hay là ông Chột Washington á, thì bằng mặn. À, tức nghĩa là mấy vị thần thì mặn, còn mấy vị Phật hoặc là những vị như đức thầy Chú Huỳnh Phú Sổ rồi là chai, cha là chai, mấy chư Phật là chai. Nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà đạo chúng ta là chánh đạo quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta không có vô chuồng gà hay vô chuồng heo lấy con đang sống mà đi cúng. Cái đó là không bao giờ nên làm nghe. Tam tịnh nhục, đó là những cái đó. Thì ở ngoài kia có những vị thần, nhưng mà nói thần không thì cũng lần thứ hai nói chuyện. Thì mấy ông thần, có những ông thần giống như năm tướng mà đùng đùng chết á, Nguyễn Khoa Nam, Trần Nhân Hai, rồi ai nữa ta, có anh nhớ tên không? Nguyễn Nhân Hưng, ai nữa? Lê Văn Hưng, ai nữa? Trần Khoa Nam, ai nữa? Lê Nguyên Dĩ, rồi ai nữa? Vì sao còn ngồi đây, bữa không đùng đùng luôn đi. Thì những gì đó cũng có mặt ở đây. Họ không phải là ma, họ nhưng mà họ không có hào quang sáng, tại vì họ vừa mới chết. Họ cũng là người như mình, nhưng mà họ chết anh hùng á, thì cũng được đi theo mấy ông thần, đi hộ mấy ông thần. Thì ở ngoài đó có mấy ông đó. Sư phụ nói chuyện với mấy ông nhiều lần đó, mà mấy ông thì không có được chọn để mà tiếp xúc với sư phụ. Chỉ có như ngày trận đạo hay những gì như Nguyễn Trực thì có thể. Chứ còn mấy ông là lính lát của mấy ông này, không phải ai cũng có được ở trên chọn mà để tiếp xúc sư phụ đâu. Chỉ mấy vị lớn lớn không à. Thì ngoài đó có cái đó. Nhưng mà khi mình cúng á, những vị mà giống như năm ông mà đùng đùng á, là cần có nhiều khói. Tại cái khói cũng giống như giờ con đang lặn dưới biển, thì cũng cần cái bình oxygen. Thì mấy ông này á, ổng cần có nhiều khói để mà mấy ông trụ lại ở cái buổi tiệc cho lâu. Thì lâu lâu á, mình thấy nhang mình xuống thấp á, thì qua đốt tiếp. Còn để nhang tàn là mấy ổng đi á, con hiểu không? Mình đâu muốn ổng đi sớm, ít nhất cũng hai cây nhang đi, tiếng nữa tiếng vậy đó, để ông tâm sự rồi cho nhiều. Đó là những cái buổi lễ căn bản như vậy. Kỳ này sư phụ với mấy đứa đệ tử gần gần nè, chạy lăng tăng mua mớ đồ của Ý đồ, chi đồ, không chocolate đồ, candy bar. Cho nên mấy con lấy mấy cái đó về thì ăn bớt nha, đồ Ý không à, ngon lắm. Chi với mật ong á, sư phụ mua mật ong cho lễ á,
nó bị allergy á, mật ong của Cali á, mấy cái bánh mật ong á, ở đó cũng hấp xỉn lắm. Thì mỗi đứa chia ra chút chút, cái này cũng như là quà của Thiên Long Sơn tặng cho tất cả ở thiên người mang về ăn mất. Thử chi cái bệ này nó bự một chút, tại vì nó nhỏ quá chỉ được có nhiêu bàn là nhiêu bàn thôi. Sau này á, mọi chuyện mà khi cái chìa khóa, một cái chìa khóa trong đời phụ mà mở thì tất cả mọi thứ, giống mà cổng Thiên Long Sơn, người về Việt Nam, rồi bao nhiêu vân 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 vân, nó đi chung có một chìa khóa. Đó là ông chân thần với mấy vị thường nói đời cho phụ. Thường nói là giống như cái trứng rồng chưa nở, nở rồi gồng rồng nó mới bay được, còn bây giờ nó còn là cái trứng, như trái banh, như ai muốn đá kiểu nào cũng được. Thì khi chìa khóa mà mở thì tôi sẽ xây một cái điện cha khổng lồ trên đỉnh núi. Xe sẽ chạy bọc từ ở bên đó, bọc vào sau lưng, đậu ở trển, làm cái parking ngang ngàn cái trên đỉnh núi. Cái núi mình á, không phải chỉ đi bộ, đi xe được, chỗ nào cũng đi xe được luôn á. Hiện giờ là tôi đi được á, mà xe nhỏ thôi. Thì chiếc xe nhỏ chạy được thì mình làm đường lộ bự thôi, chứ không phải là núi mà mình đi không có đi xe được. Chú Hội sẽ xây cái điện cha khổng lồ để tuốt ở ngoài freeway á, họ cũng nhìn thấy nữa đó. Thì lúc đó mình sẽ là truyền thống lưu truyền nhiều nghìn năm. Ở núi này hiện bây giờ nó chưa có cái công trình gì gọi là xuất sắc á, bự á, để mà gọi là nơi du lịch tâm linh nữa. Sau này khi Hộ nổi tiếng, hàng triệu hàng tỷ người, cả người Mỹ lẫn người Việt, người Tàu, họ biết được, họ sẽ về đây. Thì những đứa con họ Thiên có mặt hôm nay, có bức hình đã chụp làm, sẽ là chủ nhân của núi này. Chút ra chụp lại cho chắc ăn không? Hồi nãy có đứa chụp không, chụp không? Thì tất cả ai có hình những cái ngày mà gọi là cái ngày khai quang này nè, thì là chủ nhân của núi này á. Sư phụ là người ở trên trời, thế gian này trả lại gì của sư phụ hết, thôi chỉ làm việc cho cha thôi. Thì gắng bảo quản, và cái quan trọng nhất là một người ở xa tới, người ta cái lòng người ta nôn nức á, người ta mong về núi, thì những đứa ở gần đây là chủ núi, thì nói chuyện hay là cư xử phải hiểu ý. Tại người ta expect rất là cao, tại vì đi travel mà không giống như nãy. Thì mấy con là chủ núi, mấy con phải hiểu, đừng có làm ta phật ý. Tại vì cũng là họ Thiên, nhưng mà họ Thiên chúng ta tự do mà, chứ đâu có bắt mấy đứa phải nhập thất tháng 2-3 ngày gì đâu, hay đọc kinh mỗi ngày gì đâu. Cái tâm tốt là quan trọng, và tâm tịnh nhục là quan trọng, và hiểu về Thượng Đế, đeo dấu thương tâm là chính yếu. Chứ còn mình chưa có quy tắc lời lỗi tu tập, chỉ là giống như thường nhật đọc kinh để cho tâm nó an bình, an vui, an lạc thôi. Và cho đời sống của mình có một cái mục tiêu để đi, đó là mục tiêu tôi sẽ hy sinh cái xác phàm này, tôi không có mang màn chuyện thế gian giàu có danh vọng, chức này bà nọ ông kia chủ tiệm gì hết. Tôi chỉ biết tôi có gia đình họ Thiên ở Thiên Long Sơn, tôi có cha mẹ tôi là ông trời, mẹ tôi là Phật Mẫu, sư phụ tôi là con ông trời, sư phụ tôi còn đang ở tại thế, tôi có một cái đại gia đình họ Thiên, đó là đủ rồi. Còn thằng chồng tôi nó ăn hiếp, nó đánh đập tôi, nó không có cho tôi tiền xài, chuyện của nó sẽ ôm tiền đi xuống cho ông Diêm Vương xài giùm đi. Còn chúng ta sẽ về trời gặp nhau, chứ nó không có xài tiền đô nghe không. Cái vàng hộp sòn cũng không cần nữa. Tại vì vàng hộp sòn á, nó sẽ đeo cái là như con bóng, cái hồn mình như con bóng á, không khi mình rời khỏi xác á. Hộp sòn cục 10 carat thì nặng hơn nhiều, 1 carat thôi cục có thể bay được. Còn càng bự chừng nào nó càng kéo cái hồn chúng ta dính ở lại trên cái cõi đời này nữa. Thì lúc đó chúng ta không có được đi. Cho nên tất cả tiền tài danh vọng thế gian đều là phù du ảo ảnh, không có gì là thật hết.
cả pháp hàm sư phụ hiện giờ đang đứng đây cũng chả là thật. Đây sư phụ đã chiếc thân hiện bây giờ mười mấy người rồi, đi nhiều hành tinh rồi, một cái chiếc thân đứng đây cũng là giả thôi. Các cả các con đứng ngồi đây cũng đều là giả, không có là thiệt luôn. Chẳng qua là con không biết, không nhớ và không không có ai chỉ đường dẫn lối. Trước khi các đệ tử về núi gặp sư phụ hay là biết đạo Thiên Tâm, tất cả các con sống cuộc đời rất là lung tung và cũng chẳng biết mình làm gì và mình thiếu thốn cái gì. Mình sống thiếu mục tiêu, sống không có chân lý, không có lực để sống. Ngày nào cũng uể oải để cái alarm 5 giờ sáng thức, đi làm, đưa con, cứ nhiều đó thôi. Rồi đến một ngày chúng ta già nhăn nhó, rồi chúng ta hên thì không bệnh, mà lỡ như có tờ giấy bị bệnh, rồi chúng ta cũng ra đi xuôi tay nhắm mắt một cách âm thầm chẳng ai biết. Rồi đi đâu cũng chẳng biết đi đâu luôn. Nếu không có tội thì đầu thai thành của quyền, chứ làm sao được về trời, đâu phải dễ về trời. Hôm nay các con đã biết được, chắc chắn là sẽ về trời. Là vì đeo dấu Thiên Tâm, là vì sư phụ đã có lời nguyện. Ai là đệ tử sư phụ đời này, sư phụ đưa đi hết. Sư phụ có cái lực đó. Chỉ tội cho người ở dưới núi và những người ở xa xôi, họ không có cái phước đó. Và những người thân trong gia đình mình, mỗi ngày chửi sư phụ, dằn vặt các đệ tử, đi theo thằng đó rồi thằng đó nó khùng thế này thế nọ, đủ hết. Mấy con bị sỉ giả sỉ nhục nhiều, sư phụ thấy. Cả họ Thiên với họ Thiên ở gần sư phụ, đứa này cũng ăn hiếp đứa kia, thấy rất là buồn. Nhưng mà làm sao, mỗi đứa nó có cái tánh của nó. Sư phụ nói cái đạo của chúng ta là đạo thiên nhiên, đạo tự nhiên mà. Còn đứa nào làm đúng thì được các chư vị thương, tại vì xung quanh chư vị bu quanh sư phụ đầy hết mà. Đứa nào làm gì, suy nghĩ gì sư phụ biết hết, thiệt luôn á. Thì gán làm cho đúng. Về nhà mình không có nên quảng cáo đạo Thiên Tâm, quảng cáo thế này kia. Mình nói mà người ta chưa đủ phước, chưa đúng lúc để nghe, nó rất là phí. Và đồng thời cái người mà nghe đó, họ đã phạm thượng rồi á, họ khó có phước ở đời này lắm. Khi mình nói chuyện với một người phối ngẫu của mình thứ nhất không phải nghĩ ra cái gì nói liền, cho nên khi đã biết tu tập, nghĩ ra cái gì khoan đã nói, mà nói ra biết người ta đau lòng cũng không nên nói, phải chờ đúng lúc mới nói. Còn nếu mà không đúng lúc mà nói thì cái kết quả nó tăng gấp đôi á. Cho nên tập cái đó, không phải mình nghĩ cái gì mình nói cái đó, phải chờ. Tổ đặng cũ niên diện bích, sư phụ 40 năm diện bích. Ngày xưa sư phụ biết sư phụ Thiên Tử lâu rồi, mà nói không ai nghe hết. Mấy ông rồng cũng lắc đầu luôn, mấy anh em của sư phụ nó không tin. Nó ý sao mày giàu ấy, mày không muốn cho tao tiền ấy, mày nói tiền này của Phật, của Thượng Đế, tao đâu thấy ổng đâu, đưa cho tao đặt football này, không cho nó quýnh mình á. Cho nên khổ lắm. Sư phụ hiểu, đã từng qua mấy cái đó. Thì tất cả họ Thiên các con đều bị cái đó. Chỉ có một cái là mình phải làm sao, mình phải làm sao sống thật tốt, thật thay đổi trước khi biết núi, trước khi biết Thiên Tướng Kiệt. Ngày xưa chúng ta còn đi quờ quạng trong cái khu rừng, không có đường mòn, không có lối đi, đi phải bươn lên cây, bươn lên bụi rậm. Thì cũng giống như nãy thù nói, sáng thức dậy depression, cũng chẳng biết mình làm gì cho nó qua ngày. Thì cũng y như một người đi lạc trong rừng, không có lời, không có lối. Từ lúc Thiên Tâm ra đời, đạo ra đời ngày 19 tháng 2 năm 2017 là một cái freeway, một cái đại đạo, tức là đại freeway. Và chiếc thuyền Bát Nhã khổng lồ do Đức Thầy cầm lái, chèo lái, sư phụ là chèo mũi.
thì đại đạo ra đời. Hôm nay tất cả các con đã lên con đường đại lộ, đi thẳng và đi nhanh, đi lẹ hơn. Không có giống như những người đang còn chấp ngã dưới kia, chấp tướng, chấp hình, chấp đủ thứ hết. Thì họ cũng như một người đi trong rừng, trong bụi rậm, không có lời, không có lối, và đi hoài cũng không thấy sao, cũng không thấy mặt trời, đi trong bóng tối, đi đến nào mà mòn chân mỏi gối, đến khi nào mệt kiệt sức, rồi ngã quỵ rồi chết, chết một cách vô thường vô ngã. Người thân giỏi lắm là thương tiếc một thời gian rồi người thân cũng sẽ quên mình, rồi linh hồn của mình đi về đâu, linh hồn mình cũng sẽ cũng giấc dưỡng. Nếu mà không có tội đó, người có tội thì biết đi đâu rồi, đi giấc dưỡng, đi lang thang, đi tìm những cái nơi mình đã từng đi, mình thích gì là mình chết cái hồn mình đi đó. Mình thích shopping LV thì mình thích vô tiệm LV tối ngày, vô shopping mall. Mình thích nhảy đầm, mình vô mấy chỗ nhảy đầm. Ở đây đa số mấy con mà có thiên nhãn thông đi vô Las Vegas quá trời mà. Tại má thích nghe tiếng lon con á, hồi sống á, vô sòng bài á, thì trong đó là nhiều nhất á. Đó là sự thật. Chúng ta muốn biết chúng ta đi đâu thì chúng ta phải đeo dấu thiên tâm và phải biết ông trời là ai. Không cần biết sư phụ là ai, nhưng mà biết ông trời là ai, đấng tạo quá. Chỉ cần biết như vậy thôi là mấy con được về trời thế giới. Nếu mà ai cũng biết ông trời là ai và biết sợ cha, là sợ cha phạt, sợ cha, cha là Phật, cha từ bi, cha không có phạt. Nhưng mà những đứa nó vô nghì, những đứa nó hung dữ quá, cũng phải trừng trị chút xíu để cho nó giống như con sanh ra mấy đứa con lì lợm vậy, cũng phải có một chút. Thì hôm nay các con đã đi trên xa lộ, đi trên một con đường bằng phẳng, rộng lớn. Gán giữ đó mà đi, giữ vững lòng tin. Đừng có đi như ngày xưa nữa, đừng có đi lạc, đừng có nghe ai nói gì hết. Người nào có phước thì có phước, người nào không có phước thì từ từ họ sẽ hiểu. Tất cả các họ thiên trên thế giới, những lời này sư phụ dặn dò, phải chờ cái trứng rồng của sư phụ nở đi. Còn bây giờ sư phụ chưa có làm được gì cho tất cả các con họ thiên, sư phụ cũng thấy áy náy lắm. Cả sư phụ hằng ngày ngồi thiền cũng thấy buồn. Mỗi ngày nhìn kiến mình già thêm, sức khỏe thì cũng còn tạm được. Nhưng mà ngày về Việt Nam còn xa vời. Xưa sư phụ hay nghĩ xa vời, nhưng mà bây giờ mấy vị nói không. Tính từ ngày đồng hồ đã countdown, đã đi ngược, sẽ rất là lẹ đó. Cho nên nó có vụ biến chuyển bắt đô bắt thưởng. Ở trên thế giới, mỗi một ngày tất cả các quốc gia đều có sự biến đổi vô thường mà những cái người đời không bao giờ ngờ được. Nếu mà tất cả người trên thế giới mà theo dõi những lời của sư phụ nói, tuy sư phụ nói lung bung tùm lum, nhưng mà trong một cái clip 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, chỉ cần một chữ sư phụ thôi, họ hiểu được, cũng có thể cứu được cả dòng họ, nhà họ đó. Biết được thiên cơ thì mình vận dụng thời cơ. Biết chuyện đó sẽ xảy ra, mình sẽ không có tốn tiền đầu tư vào Bitcoin. Biết một cái chế độ sắp sụp đổ, mình không có nên hy sinh cho cái chế độ. Mình không có nên ôm cái gốc cây mục để mình chết chùm. Mình nên thay đổi. Mình đang là đảng Cộng sản thì mình nên theo đảng Thiên Việt để mà cứu dân, cứu nước. Có người chỉ cần một ngày sám hối sẽ thay đổi nha. Chứ họ không phải nói cái này để mà dụ những đảng viên theo sư phụ. Nhưng mà họ cũng là người Việt. Chỉ họ là biết trước hay biết sau, giống như mấy con vậy thôi. Lúc xưa mấy con đi trong bụi rừng rậm, họ cũng như rừng rậm. Tại cái lòng tham với cái hung dữ của họ đã làm cho họ vô minh, họ đâu có hiểu được. Mấy con hôm nay không còn vô minh mới ngồi đây. Nhưng mà họ cũng sẽ có một ngày hết vô minh. Nhưng mà hết trước khi trứng rồng nở hay là sau trứng rồng nở nó quan trọng lắm. Giờ cái vé số sổ ra 6 con rồi, con đi mua, con nghĩ có trúng không vậy?
đúng không? Bây giờ nó còn 4 con, 5 con, chỉ mua 1 con thôi mà cho luôn á. Chứ giờ đợi tới sổ hết rồi mua còn gì để nói chuyện nữa. Bài tẩy, hồi xưa sư phụ không có lật hết. Bây giờ mấy vị đó con lật hết, con cứ nói hết. Chú Hồ Sư chuyển lưng Thánh Dương, vân vân, ngộ vân. Nói láng hết đi, vô kiệt hồi quý gì đi. Họ không tin, họ cũng vẫn không tin à. Chúng sanh này nó vậy đó. Lì lợm lắm. Họ thiên có đường đại đạo, có thiên tâm là đại đạo, có thiên việt là một cái tổ chức. Thiên việt có nghĩa là hội anh tài, hội anh tài vô thường nói tức là hội Long Hoa đó. Và sẽ có hội Duyên Hồng đi chung với thiên việt để mà nắm vận mệnh của quốc gia trong tương lai, để đưa đất nước thay đổi một cực kỳ màu nhiệm. Đúng ra đó, 5 năm nay, hồi xưa ông Sơn Thần ổng thường nói sư phụ cái này. Tại sư phụ hay buồn á, ngồi nghe nói chuyện với ổng hoài à. Thì ông nói chứ đời của Thái tử đó, có thiếu một cái chìa khóa, hãy có cái chìa khóa là nó sẽ mở ra hết tất cả. Phải không? Thì nếu tại cái cổng á, cái cổng đóng với cổng mở nó rất là quan trọng. Người không có biết cái khúc 3661 lên á, họ lên đây thì họ cũng thấy tượng, thấy anh hùng, tuy là họ không có đạo gì hết, nhưng mà từ từ họ sẽ có cái cảm nhận, rồi họ theo đạo thiên tâm. Nếu cái núi này mà mở 5 năm về trước tới giờ á, là cái số lượng ở vùng này theo thiên tâm rất là đồng á. Cả còn những người ngồi ở đây đều là những người có duyên biết số mới lên. Thì ông Thanh Hồng cũng nói câu này, ông nói thì giờ mình chọn những người có đủ duyên đi lên núi, tức là đủ phước để mà theo đạo thiên tâm. Thì ông nói cái đó bây giờ đúng á. Đạo thiên tâm mỗi ngày á, trên thế giới rất là đông, bởi vì nó hàng ngàn hàng vạn á, trong nước Việt là nhiều nhất. Tại vì đạo thiên tâm là chánh đạo, do Phật Di Lặc là giáo chủ đời thứ nhất, Sư phụ đại tử Phật Di Lặc là con của Thượng Đế, là Chúa Xô Tái làm lại để mà cứu của Chúa, cứu con chiên của Chúa. Thì Sư phụ là người thứ hai, giáo chủ đời thứ hai. Nên sau này sẽ có Phật Di Lặc xuất hiện thiệt các con. Rồi chốt lại, tóm tắt lại chút tiếng của mấy đứa nhóc bển mình nghe quen. Tóm tắt tổng kết lại thành công buổi lễ, chúc mừng tất cả các con họ thiên hôm nay đã được cha blessing. Ok rồi, thôi sư phụ phải đi về nha, nên tạm biệt tất cả.